Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một bộ cấu hình 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Bộ cấu hình bao gồm có một chiếc âm ly DeLonge S10 Panama Limited. Tiếp theo đó là một cặp loa Bose 301 AV Monitor, hàng rất đặc biệt, gân xanh. Gân của loa có màu xanh, mà cái dòng gân này rất là hiếm trên thị trường. Và cặp loa còn nguyên thùng xốp, series ngoài thùng và của loa là trùng với nhau. Tiếp theo đấy thì em có ghép thêm một con vang AV Pro A10, dòng vang thế hệ đời mới, có công nghệ Bluetooth, có các cái ngõ vào USB, Optical, AUX1, AUX2. Em vang này thì chống hú chống rít khá là tốt. Và bên phía dưới của chiếc vang và trên chiếc âm ly đó chính là bộ thu của một bộ mic không dây nhãn hiệu BMW VKT 8000. Đây là chiếc đầu thu, còn phía trên này là cặp mic của nó. Thì em xin giới thiệu sơ qua một chút về cặp loa. Đây là một cặp loa còn nguyên thùng xốp các bác nha. Rất là hiếm. Series ở phía ngoài thùng và series của loa là trùng với nhau. Series của loa là 4122. Trên vỏ thùng cũng có mã đây là 4122. Vâng, và bên đây là 4311. Thì ở chiếc phía bên trái bên này cũng cùng series là 4311. Đó, chứng tỏ là cặp loa này là cùng một đôi. Đó. Và tiếp theo này em sẽ giới thiệu một chút sơ qua về bộ mic không dây VKT 8000. Bộ mic không dây VKT 8000 thì bao gồm có hai mic không dây và được sạc qua cái bộ sạc như thế này. Bên trong nó có một cục pin sạc. Cục pin này của mic thì dùng được rất là lâu các bạn nhá. Một lần sạc đầy có thể hát được tầm từ 9 đến 10 tiếng. Và bộ mic này thì nó hút, tức là rất là nhẹ, hát nhẹ. Và cái độ, tức là độ xuyên tường rất là tốt. Mình có thể xuyên qua hai bức tường bình thường. Nhà em thì có hai phòng. Đây là một phòng em chuyên để đồ, còn một phòng bên kia là phòng ngủ. Em đứng ở bên kia và đóng cửa cả hai phòng lại, mình nói bằng cái mic này nó vẫn có thể thu được các bác nhé. Rồi. Và em xin giới thiệu quay ra phía đằng sau của bộ cấu hình này một chút. Đây là phía đằng sau của chiếc âm ly, vẫn còn rất chi là sáng bóng đẹp. Cặp loa thì đã có bác khách đặt tiền, đặt cọc, và hôm nay em sẽ làm video này coi như là để test thử gửi cho bác luôn. Đó, về giới thiệu qua về cái cục bộ thu phát của mic không dây BMW VKT 8000, thì phía đằng sau của nó đây là có ba cái ngõ ra. Đấy, mic 1, mic 2. Bác nhìn này, đấy, 1, 2 và đây là mic tổng. Cái chúng ta ngắm vào 1 thì nó sẽ ra 1 và 2 thì nó sẽ ra 2, còn cắm vào đây nó sẽ ra cả hai kênh 1 và 2. Phía đằng sau này thì nó sẽ có hai cái cổng của hai cái anten. Đây ạ, bên này có một chiếc này và bên đây có một chiếc này, anten của nó phía dưới này các bác nha. Đấy. Bên này có một chiếc anten này và bên đây có một chiếc anten nữa. Đây ạ. Nó có hai cái cần gạt ở đây là để chúng ta dò tìm tần số của mic khi mà chúng ta cắm anten vào ạ. Thì chúng ta sẽ phải vừa ano và vừa xoay nhẹ cái lúm này từng lớp từng nâng một để chọn cái tần số làm sao để cho nó cùng với tần số của mic, thì lúc đấy chúng ta mới có thể bắt được tín hiệu của mic và hát được. Vâng, và về chiếc âm ly DeLonge S10 Panama Limited này thì xem nào, nó có hai cầu đánh 4 kênh, hai cầu AB ạ. Hơi tối các bác nhỉ, chỗ này nó có ghi này. Đấy, chỗ này nó có ghi là ví dụ đánh cầu A hoặc B thì sẽ có trở là từ 4 đến 16 ohm, còn đánh cả hai cầu A và B là
8 đến 16 ohm và con này cũng có chức năng đánh BY là từ 4 đến 16 ohm. Thì sau đây em sẽ xin phép nghêu ngao một đoạn ca khúc với bộ cấu hình như thế này. Đây chiếc mic của chúng ta đây ạ. Alo. Sau đây xin mời quý vị các bạn cùng lắng nghe một đoạn ca khúc karaoke trữ tình. Dốc đá tôi tình cờ quên là ngồi bên nhau, ngồi tìm nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui, tôi muốn nói lên trọn lời để kỳ tay em bằng con tim một người yêu em chưa làm cháy. Giờ gió núi do sóng khơi tan vỡ mong, nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vặn vặn né nói. Em ơi thời gian gần gũi nào được bao nhiêu, mà khi rời gọn lòng đầy cô yêu đến xa em. Tôi nhớ em nhiều. Em ơi, thà không gặp gỡ, thà đừng quên nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau đau. Tôi không ôm mất kỷ niệm đớn đau. Tôi đứng đó như hình một phó tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Tôi muốn nói lên trọn lời em để kề tai em bằng con tim một người yêu em chưa lắm cháy. Giờ gió núi do sóng khơi tan vỡ mau, lên tôi nghe lời ôm cuộc đời vặn vặn né nói. Em ơi thời gian gần gũi nào được bao nhiêu, mà khi rời gọn lòng đầy cô yêu đến xa em rồi.
em nhiều. Em ơi em ơi, thà không gặp gỡ, thà đừng quên nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây. Nghe lối tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe núi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Và bộ cấu hình như thế này, với cặp loa còn tình trạng là đẹp trên 90% và còn nguyên thùng xốp. Hiện tại thì cặp loa cũng đã có bác khách đặt tiền và mua rồi nên rồi em cũng không báo giá nữa. Còn riêng chiếc âm ly ở phía dưới thì giá để ship về đến Việt Nam là 34 triệu các bác nha. Bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Hàng được ship trực tiếp từ Nhật về Việt Nam, không qua trung gian. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.